Như thế có thể là sư ví dụ như là sư nghĩ là đã từng nghĩ là ví dụ như là có ngày nào mà thầy đi ra thấy bình chẳng hạn, thầy đi ra thấy bình thì có thể là sư cũng đứng bên đường hoặc là đứng từ xa thôi đấy, sư nhìn sư chiêm ngưỡng đấy, sư chiêm ngưỡng cái dung nhan của thầy ấy. Đấy, một cái con người phàm mà thầy đã tu tập, thầy đã học Phật, thầy đã vượt lên tất cả, tức là cũng là một cái sư chia sẻ, sư phải bật mí cho tất cả mọi người, sư phải bật mí cái ý này. Sư nói là tới cái thời điểm này rồi mà nhiều ma tăng cũng không mở mắt, sư chia sẻ thiệt, nhiều ma tăng cũng không mở mắt, không nhìn thấy cái gương của ngài đây mà mở mắt, chỉ còn chính ngài cũng xuất phát từ ngài biết ở cái kiệt thiền mê môn không giữ được là một, cái thứ hai là cũng chèn ép lẫn nhau. Ngài phải biết được cái điểm đó, ngài mới quyết tâm, ngài mới vượt được lên như thế này. Đấy. Ngài biết được là thứ nhất là không giữ được, đấy, chỉ là một cái vỏ, như là một cái tác phẩm bì vỏ. Thời ngày xưa, sư nhớ sư đi học nó lâu lắm rồi, đấy, cái tác phẩm bì vỏ tất cả mọi người biết rồi, bì vỏ, tức là ngài đã biết được là ở cái cửa thiền môn nó là bì vỏ, rồi chèn ép lẫn nhau, ngài vượt ra, ngài vượt ra. Ngài vượt ra nhưng mà ngài nhẫn nhục được. Ngài không nói là tức người này, tức người kia, tôi không thích như nọ, tôi không thích như kia, tôi thấy trong cái đó nó nhiều cái thế này, nó nhiều cái thế kia. Ngài không thế, ngài không giống như sư, ngài không giống như sư. Cái hạnh của ngài là 10 thì sư chỉ được độ 3-4 thôi, đúng không? Cái hạnh của ngài 10 thì sư chỉ nhận 3-4 thôi. Đấy, thì ngài nhận hết vì mình, nhận hết về mình đấy. Trong cái luật của nhà Phật cũng có một cái chỗ đó, có cái chỗ đó cũng có nhận hết về mình đấy. Thì ngài nói là con không phải là sư, con không phải là sư, mà con cũng không trụ trì ở chùa nào cả. Đây bây giờ con chỉ là con tu tập rồi con học Phật thôi, con học theo Phật thôi, con làm theo Phật, con đang tập học thôi đấy. Do đó là sư phải bật mí cho tất cả mọi người, phải không hài lòng với bên trong, ngài vượt lên được, ngài vượt lên được. Thế mà nhiều ma tăng bây giờ không mở mắt, không mở mắt. Mọi người ơi, một huyện 112 ngôi chùa mà có 30 tăng ni mà coi như là các vị giữ, không cho sư ở nơi khác về. Đấy, không cho sư ở nơi khác về, cứ giữ, cứ nhận phần, rồi câu kết với cán bộ bên ngoài. Phật giáo chúng tôi là không cho sư ở tỉnh ngoài vào. Đấy, đại ý như thế. Thì câu kết như thế thì họ có quyền đổi, đúng không? Có quyền hỏi người bên ngoài, người xã hội, họ có quyền đổi đấy. Nó là Phật giáo câu kết cùng với nhau, quy định như vậy cơ mà. Có phải người ta làm trái đâu, đúng không mọi người? Nhưng cái này ở đây phải là lương tâm, lương tâm đạo đức của con người. Mọi người ơi, không phải là sư mới chia sẻ, sư mới nói với mọi người là sống với nhau ở cái tình cái lý thôi, cái tình, chứ còn cái lý cứ vặn ra cái lý thì ai ở được với ai, đúng không mọi người? Sống với nhau nó ở cái tình thôi, chứ còn cái lý thì ai ở được với ai. Mọi người thấy được khi mà ngài Minh Tuệ ở cái nghĩa địa trong Quảng Trị, đúng không? Có mấy cái ông cán bộ xã, các ông ấy đến đuổi đuổi ngài không cho ở đó. Mọi người thấy được tất cả những người dân người ta lên tiếng thì mọi người biết rồi, đúng không? Những người dân người ta lên tiếng, người ta bảo vệ ngài như thế, cái nghĩa địa mọi người ấy giữ làm gì? Giữ làm gì mà đấy là cái ta của các vị quá lớn, cái ta của các ông ấy quá lớn đấy. Cũng ra cái chuyện là tôi còn làm chức quyền thì tôi không cho như thế này như thế kia, cái ta quá lớn. Mọi người ơi, quan nhất thời dân vạn đại, các ông có làm được mãi không? Bây giờ mọi người thấy tất cả những người người ta bức xúc, người ta nên người ta nói, thì vợ con các ông ấy có vui không? Có sung sướng không? Mọi người ơi, sư chia sẻ cho mọi người. Rồi còn sư chia sẻ cho tất cả mọi người là đúng thật là trong cái cuộc đời này nó buồn cười lắm mọi người ơi. Sư chia sẻ cho tất cả mọi người là
cái nhóm bạn học cấp 3 của sư ấy, cái nhóm bạn học cấp 3 là sư cũng đã rời khỏi nhóm mọi người nhé. Sư cũng đã rời khỏi nhóm. Sư chia sẻ cho tất cả mọi người là sư gần 40 năm không gặp lại bạn bè rồi. Bạn bè nhiều khi cũng không biết gì ở cửa thiền môn như thế nào thế nào. Bắt đầu là sư viết vào cái nhóm đó, sư thâm nhập vào cái nhóm đó, sư mới kể hết nè. Cái cuộc đời tu hành của tôi nó không may mắn các bạn ơi. Mà các bạn ơi, ở trong cái cửa thiền môn nó như thế này, như thế kia đó. Thì các bạn cũng tự nhiên là nhiều người biết. Có những người thì là biết rồi. Nhưng có những người thì từ trước đến giờ là nghĩ là nó rất là đẹp tốt. Nó đẹp tốt lắm. Khi mà sư nói như thế thì một cái nó bắt đầu giật mình. Bạn ơi, tôi lại tưởng là ở cái nơi đó là một cái nơi mà nắn dữ rồi là toàn có tạo phước, nhưng mà sao bạn nói nó lại như thế này. Thì sư mới nói nó là như vậy đấy. Khi sư cho tất cả các bạn bị từ A đến Z rõ ràng, sư rút nuôi luôn, rời khỏi nhóm mọi người. Sư rời khỏi nhóm liền. Thế là có bạn vào nói: bạn ơi, sao tự nhiên sao bạn lại đang ở nhóm đang vui. Bạn nên bạn chia sẻ, bạn nói đang vui xong rồi là mọi người đang thương bạn cũng có rồi, ngưỡng mộ bạn cũng có rồi, là bạn đưa cả những hát hò linh tinh rồi là nó cũng vui lắm. Thấy cái cuộc sống của bạn nó cũng an nhàn, nó cũng vui vẻ lắm mà sao tự nhiên bạn rút khỏi nhóm như thế này. Thì sư chia sẻ cho tất cả mọi người là sư nghĩ là thôi thì đã cho các bạn biết hết rồi. Đã cho các bạn biết hết rồi còn gì nữa, còn ở trong đó làm gì, còn cần nói gì làm gì nhiều nữa, đúng không mọi người? Cho đó là sư rút khỏi các bạn bè mọi người nha.